Vào tương lai năm 2063, loài người đã phát triển mạnh mẽ về công nghệ kỹ thuật. Nữ chính của chúng ta, Aris hôm sau sẽ có một chuyến dã ngoại năm ngày ngoài vũ trụ. Nhưng vì tính vụng về và hay quên nên mẹ phải dặn dò cô đủ thứ và còn hỏi cho chắc xem cô còn thiếu thứ gì hay không. Hôm sau, cô đã đến cảng vũ trụ, cô đang háo hức thì gặp một bà lão và vali của cô cũng bung ra hết. Bà nhận ra sự háo hức đó thì hẳn là cô sắp đi cắm trại. Bà năm xưa cũng từng như cô và cũng khá lo lắng và sợ hãi vì lần đầu vào không gian nhưng dần thì mọi thứ cũng vui hơn. Bà hy vọng cô sẽ cẩn thận vì trong cô có vẻ vụng về. Vừa dứt câu thì Aris đã bị một tên cướp giật mất túi sách. Một thanh niên đã lao ra và đuổi theo tên cướp dẫu cho hắn có dùng xe để chạy thì cậu ta vẫn bắt kịp và dùng giày chống trọng lực để lao đến cho hắn một cước. Cậu sau đó lấy lại túi sách cho Aris. Robot cảnh sát sau đó cũng đến và nhận định cậu trai là tội phạm hành hung nên bắt đi. Những người tham gia chuyến đi lúc này cũng đã có mặt ở nơi tập trung để lên đường đi cắm trại. Ai nấy đều đã có mặt đầy đủ nhưng vẫn chưa thể lên đường vì vẫn còn thiếu vài người. Aris lúc này mới đến và người phụ trách đã hỏi tên và lớp cô trước khi bắt đầu phổ biến. Họ sẽ được đưa đến hành tinh 3, giáo viên sẽ đưa 8 người họ đến đó và trở về. Họ sẽ cắm trại tay đó 5 ngày trước khi có tàu đến đón về và cô bé tên là Funisia này là em gái của nhỏ tóc vàng Quitezy này. Cô bé sẽ là người đi cùng với cả nhóm như là một nhiệm vụ đặc biệt. Phoenicia khá ngại giao tiếp nhưng cô bé có một con rối có thể giúp cô bé việc giao tiếp cởi mở hơn. Ngoài ra thì vẫn còn một người nữa nhưng muộn như này thì chắc phải bỏ lại. Đột nhiên thanh niên đã giúp Aris ban nãy đã đến đây. Cậu ta đã được giải oan và cũng là thành viên cuối cùng của đội. Cậu là Kanata, đội trưởng của nhóm này. Nhưng đội trưởng là phải bầu còn đây là cậu ta tự ứng cử. Cả bọn cho rằng cậu đến muộn còn ra vẻ thì ai mà xem cậu như đội trưởng cơ chứ. Hỏi tí nè mấy ní, Mấy ní đã nghe tin gì chưa? Nhà phát hành game Hozovert đang mở đăng ký trước cho tựa game mới của mình đấy. Tựa game đó chính là Zelest Zone Zero. Zelest Zone Zero là tựa game thuộc thể loại đô thị giả tưởng kết hợp với yếu tố hành động nhập vai. Mà game từ Hozovert thì chắc chắn là hay rồi. Tuyệt vời từ đồ họa, lối chơi cho đến âm nhạc và đặc biệt hơn nữa là có hỗ trợ tiếng Việt giúp game thủ cực kỳ dễ tiếp cận. Game sẽ có mặt trên các nền tảng như PC, PlayStation 5, Android cũng như là iOS. Số người đăng ký hiện nay đã được hơn 40 triệu. Chứng tỏ độ ngóng chờ của game thủ toàn thế giới đối với siêu phẩm này cũng không hề ít. Zenless Zone Zero lấy bối cảnh là tương lai viễn tưởng hậu tận thế. Từ các chiều không gian bí ẩn có tên là Hollow, các thực thể Ethereal đã du hành vào thế giới con người. Mặc dù chúng đã tàn phá phần lớn nền văn minh và xóa sổ hầu hết nhân loại, nhưng một nhóm những người sống sót đã thành lập thành phố New Eridu, một pháo đài nhằm bảo vệ nhân loại khỏi bọn xâm lược Ethereal bằng cách sử dụng chính công nghệ và tài nguyên của chúng chúng ta trong vai là những proxy huyền thoại sẽ bắt đầu viết nên những câu chuyện hoàn toàn mới tại nơi đây. Genless Zone Zero mang lại cảm giác combat thỏa mãn, phong cách nghệ thuật độc đáo, âm thanh sôi động, hấp dẫn cùng cơ chế Paris cực kỳ cuốn hút và nhịp độ game nhanh. Phong cách kể chuyện của game độc đáo pha trộn giữa truyện tranh hoạt hình, đối thoại, anime 2D lẫn hoạt hình 3D để mang lại trải nghiệm sống động ở thành thị cho người chơi như tác phẩm điện ảnh. Genless Zone Zero chào sân cùng rất nhiều nhân vật năm sao với thiết kế cực đẹp, kỹ năng cực ngầu để chúng ta có thể bắt đầu gacha và sưu tập. Đầu tiên là Ellen Zhou, là một thành viên của biệt đội nội trợ Victoria, có ngoại hình xinh đẹp với bộ đồ hầu gái đặc trưng, phong cách làm việc ít mà hiệu quả, đúng giờ. Là nhân vật DPS hệ băng 5 sao giới hạn đầu tiên của game, sở hữu lối chơi đứng sân cùng khả năng gây sát thương băng cực kỳ ấn tượng. Du doan là nữ cảnh sát giữ chức vụ đội trưởng điều tra hình sự của bộ phận trật tự đô thị, một nhân vật DPS chủ lực hệ EZ. Lối chơi là lướt cùng khả năng sốc sát thương là những gì cô ấy sở hữu, đảm bảo khiến bạn phải say đắm. Lycaon là quản sự của biệt đội nội trợ Victoria, một quý ông lịch lãm, lý trí và khôn ngoan, có tính trung thành nhưng khi đối mặt với sự nguy hiểm, anh ấy sẽ bộc lộ bản chất hoang dã. Là nhân vật kích phá hệ băng, lối chơi khiến kẻ địch chóng liên tục để cho những DPS khác gây đam và tạo combo liên hoàn chính là điểm mạnh của anh ấy. Ui xít thì quên, vào lần đầu tiên tải game thì bạn sẽ nhận được nhiều tài nguyên quý giá để xây dựng nhân vật cho mình bao gồm 20 băng gốc, 5 búp bon, một người đại diện Corin và 30.000 Denny. Hoàn thành trải nghiệm ban đầu Zenless Zone Zero, có thể nhận miễn phí 100 lần quay và 80 coupon. Phúc lợi tốt nhất tối đa 180 lần quay đợi bạn đến nhận. Còn có người đại diện cấp A và vũ khí chuyên dụng miễn phí. Sự kiện offline đặc biệt của Zeles Zone Zero Việt Nam chào mừng đến với New Eridu đã ra mắt, Hà Nội, Aeon Man Hà Đông. Thời gian sự kiện 4 tháng 7 đến 7 tháng 7, Hồ Chí Minh, Vạn Hạnh Man. Thời gian sự kiện 4 tháng 7 đến 10 tháng 7. Mấy ní đã thấy thích thú chưa, thấy háo hức chưa, vậy còn chần chờ gì mà không mau tải game đi. Link tôi sẽ để ở dưới phần bình luận và mô tả, còn giờ thì tiếp tục với video. Họ sau đó đã lên tàu và thay đồ du hành vào để chuẩn bị lên đường. Aris nhận thấy Quy -tê Di chẳng hề yêu quý gì đứa em gái của mình lúc ra buồng lái. Canada vẫn cố ứng tuyển vào vị trí đội trưởng nhưng nhất quyết là không ai đồng ý. Aris cố làm thân với Quy -tê Di nhưng cô ta lại là dạng chẳng thích thân thiết với ai. Con tàu sau đó đã cất cánh và tiến vào bước nhảy, họ có 4 tiếng để tự do đi lại trước khi đến nơi. Kanata lấy bức ảnh cũ ra và nhớ về người thầy cũ của cậu, người thầy này từng định hướng cho cậu đi thám hiểm không gian nhưng lúc đó cậu lại chọn làm vận động viên thể thao theo lời bố. Nhưng thầy vẫn muốn định hướng cậu làm nhà thám hiểm không gian, Kanata đã gặp lại Aris và được cô cảm ơn vì giúp đỡ bằng mấy trái quýt đông lạnh. Cô sau đó cũng hỏi lý do cậu muốn làm đội trưởng thì đó là do cậu có ước mơ trở thành nhà thám hiểm nên việc trở thành đội trưởng là bước đầu tiên. Thầy là người đã cho cậu ước mơ đó nhưng thầy đã mất vì một tai nạn nên cậu muốn hoàn thành giấc mơ đó của thầy họ sau đó đã đến được Mắc Ba. Sau khi hạ cánh, thầy giáo đã để họ lại đó và 5 ngày sau sẽ quay lại đón. Kanata lại tiên phong dẫn đầu và đột nhiên giày trọng lực của cậu bị hỏng, cả nhóm sau đó phát hiện có một thứ gì đó trông như hố đen. Thanh niên tóc tím Luca này chạy lại tay máy thì bị nó hút vào trong khiến cả bọn hoảng loạn mà bỏ chạy. Nhưng từng người một lần lượt bị hút vào và Kanata dù chạy nhanh tới đâu cũng bị kéo vào đó, cậu sau đó mơ về lúc nhóm của cậu gặp tai nạn năm xưa thầy cậu vì cứu một người khác mà đã trượt chân rơi khỏi vách núi, cậu cố cứu thì thầy muốn cậu cứ lo cho bản thân và rồi rơi xuống. Cậu mở mắt ra thì thấy ai nấy đều đã ở ngoài không gian, liên lạc thì vẫn còn kết nối được nhưng gửi tin về trường thì không. Trước mắt là họ cần tìm chỗ chú và Luca phát hiện có một con tàu gần đó, Kanata đã chỉ đạo mọi người hãy dùng bộ đẩy để đến được phía tàu. Cậu bảo tất cả hãy cố thu hồi hành lý ở gần bản thân nhất và về phía tàu. Ai nấy sau đó đã tập hợp lại ở con tàu, tàu này có vẻ không có người và nhiên liệu thì vẫn còn. Lúc vào trong, Kanata đã kiểm tra lại xem có đủ người không thì nhận ra vẫn thiếu một. Một người phát hiện ra Aris vẫn còn ngoài kia và cô ở khá xa, Kanata quyết định ra ngoài thử vì cậu không thích từ tuyệt vọng. Cậu lấy dây móc vào đồ bảo hộ và nhờ mọi người kéo về lúc cậu bắt được. Cậu sau đó rời tàu và phải cố tận dụng nhiên liệu từ bộ đẩy để đến được chỗ Aris. Anh bạn tóc trắng đây là rách bảo cậu 5 giây hãy bấm một lần và cố nhắm hướng cho chuẩn. Aris lúc này đã nhận thức được và bắt đầu hoảng loạn, nhưng cô đã thấy được Kanata. Cậu đã bay được đến chỗ cô nhưng dây lại không đủ, thế là cậu tháo dây để với được tới Aris. Cậu sau đó đã bế cô về và dùng nốt bộ đẩy rồi để quán tính lo việc còn lại. Cậu thành công quay lại tàu nhưng thanh niên áo đen tên Erga này phát hiện cậu đã bay lệch và sẽ không với được tới tàu, ai nấy lại bắt đầu lo lắng. Quy tơ di thì vẫn nhớ về việc Aris muốn làm bạn với cô, nhìn thấy cảnh đó nên rách nghĩ ra một ý tưởng. Erga sau đó đã dùng chút nhiên liệu của bản thân để đi ra đỡ Kanata và Aris. Mọi người khác thì cùng nhau kết thành một sợi dây để kéo cả ba về tàu. Aris sau đó đã cảm ơn mọi người vì cô nợ mọi người mạng sống này, nhưng không ai nhận công. Ai nấy muốn chờ đến khi đội cứu hộ đến nhưng rách cho biết cơ hội giải cứu của họ gần như bằng không vì hành tinh này cách quê nhà của họ đến 5.000 năm ánh sáng. Trong khi hành tinh mắc 3 chỉ cách có 9 năm ánh sáng mà đã phải tốn đến 5 ngày để đi. Họ không nghĩ cái hố đen đó có thể đưa họ đi xa đến vậy với cả giờ chắc gì tìm được lỗ đen đó thì có thể trở về được chứ. Luca nghĩ đây có thể là bài kiểm tra của thầy cô, nhưng nếu lúc đó Canada không bảo tất cả đội mũ bảo hộ thì có thể họ đã chết và thầy cô không dám làm nguy hiểm đến vậy. Vấn đề trước mắt lúc này là họ phải lái được tàu không thì đây cũng chẳng khác gì cái hòm sắt dành cho họ. Quy tơ di nhớ ra là rách có bằng lái tàu vũ trụ. Cậu ta là một thiên tài nên việc họ lái sớm chẳng có gì là lạ. Cậu ta cho biết con tàu này vẫn có thể bay nhờ thu thập nhiên liệu chân không. Thế nhưng vấn đề hiện tại là họ có thể về trong 3 tháng nhưng thực phẩm thì chỉ đủ trong 3 ngày. Cầm cự được tối đa cũng chỉ có 20 ngày là cùng. Oga cho rằng họ cứ tuyệt vọng đi cho rồi và thiên tài như rách sau cùng cũng chẳng làm được gì. Kanata đã ngăn cả hai cãi nhau vì giờ cãi nhau cũng chẳng làm được gì. Kanata đã động viên mọi người và nói ra việc cậu đã từng bị lạc trên núi cùng một nhóm. Thầy thì vì cứu một học sinh mà gặp tai nạn qua đời, cả nhóm buộc phải sinh tồn suốt một tuần và kỳ diệu là không ai mất mạng nhờ động viên nhau cố gắng. Aris đã tiếp lời với Kanata và cô đã thành công giúp mọi người đoàn kết lại với nhau. Ai nấy giờ đã chịu giới thiệu tên bản thân với mọi người, hai người duy nhất ta chưa biết giờ cũng giới thiệu luôn. Thanh niên tóc vàng này là Chas và cô bạn đeo kính rụt rè này là Jun. Aga cũng chịu nghe theo Phunisia mà hòa nhập với đội, Kanata đột nhiên nghĩ ra một cách để họ có thể trở về. Đó là họ sẽ ghé qua những ngôi sao có đồ ăn và thức uống để cấp tiếp tế cho mỗi lần di chuyển. Jack sau đó đã chạy đi làm một cái lộ trình cậu thành công vạch ra lộ trình dừng chân ở năm ngôi sao cho đến lúc về quê nhà. Lộ trình đã có và giờ tất cả quyết tâm cùng nhau lên đường để trở về, con tàu đã sẵn sàng để khởi hành và tất cả đã chọn cho mình một chỗ ngồi. Kanata được nhường vào ghế đội trưởng vì không ai phản đối cậu nữa, đang định đi thì Aris nghĩ là nên đặt cho con tàu một cái tên. Kanata thấy khẩu hiệu của tàu và quyết định đặt cho tàu này là tàu Astra và hành trình của tàu Astra chính thức bắt đầu. Chỉ sau 3 ngày, họ đã đến được hành tinh đầu tiên. Tại đây họ sẽ phải tìm đủ thực phẩm cho 20 ngày tiếp theo. Cả nhóm có hơi thoải mái quá mức, lúc hạ cánh. Ai nấy đã háo hức thì đột nhiên nghe thấy tiếng của một con rồng. Kanata không biết là nó có nguy hiểm không nhưng vẫn muốn bắt một con về làm thịt. Có điều mấy người hay nói câu đó thường là mấy người chết đầu tiên. Aris sau đó đã hù run để run phấn chấn lên. Nhưng mũ của ai cũng đang kết nối nên cô hù là hù cả bọn. z đã sửa lại hệ thống liên lạc của cô và Kanata sau đó đã chia nhóm ra làm ba người. Hai người ở lại tàu, hai người đi kiểm nước uống và những người còn lại đi kiếm đồ ăn. Nhưng việc kiếm đồ ăn ra sao thì Kanata chỉ bảo là thu lượm thực vật là chính và cây màu đỏ thì né. Nhưng khi đến rừng thì cây nào cũng đỏ nên chẳng biết lượm ra sao. May mắn thay khi Charles là nhà sinh vật học nên nhận biết được cây nào tốt cây nào không. Kanata bảo là cứ lượm hết đi rồi về lựa ra sau. Quy tơ di lo về mấy con rồng nhưng chúng sẽ không đáp được xuống đây. Cô sau đó bị mấy sinh vật trong rừng hù dọa nhưng chúng khá là hiền hòa và bám đầy người Chas. Kanata và luca thì tìm được thứ như vũ khí aris thì tìm được một cái cây như bạt lò so nên cả bọn đã lên chơi một lúc Di không thích cái kiểu đó nên đi thu lượm thì tóm chúng cái cây lạ và nó kéo cô lên rồi bật ra thành dù Kanata thấy nơi đây thật tuyệt vì toàn thứ mới mẻ họ sau đó quyết định đi tìm đồ ăn tiếp và cùng ra về ở tàu jack phát hiện được một việc gì đó nhóm Kanata đã thu lượm đủ thì lại bắt gặp hố đen lần nữa nên cắm đầu chạy nhưng không ai nhớ đường ra Aris nhớ được và chỉ tất cả ra khỏi rừng. Họ vừa ra khỏi rừng thì hố đen cũng biến mất. Lúc về tàu, Kanata cho biết thứ đó không thể đưa họ về Makpa vì lõi của nó là một màu đen kịt. Kanata quyết định ăn để bớt đi những suy nghĩ tiêu cực. Cậu muốn giải quyết vấn đề trước mắt đã nên bắt mọi người cứ ăn đi. Quy tơ di cho rằng cậu là đội trưởng mà chẳng được tích sự gì. Kanata bị chạm đến lòng tự tôn. Nên ngay khi Quy tơ di thách cậu đi săn được con rồng thì cậu đã quyết tâm đi luôn. Jack thấy Quy tơ di lại đi hơi xa, vì cái tính đó của cô mà cô đã mất đi biết bao nhiêu người bạn. Nhưng Quy Tơ Di cho rằng bản thân không cần bạn bè và cũng chẳng có em gái mà bỏ đi luôn. Cả nhóm sau đó phải đi tìm Quy Tơ Di. Jack cho biết Quy Tơ Di từ lâu đã như này. Cô từ nhỏ không có bố còn mẹ thì luôn bận rộn. Người hầu là những người duy nhất ở bên Quy Tơ Di khiến cô sinh ra cái tính ích kỷ. Cho đến một ngày thì Phunisia được mẹ Quy Tơ Di nhận nuôi và cô không chấp nhận đứa em gái nuôi này. Không tìm được thì Phunisia lại mất tích. Cô bé đã kẹt trên cái cây bạt lò xo kia. Đột nhiên chúng bắt đầu dựng lên cao vút, Quy -tơ Di cũng lo lắng mà chạy ra. Fusia bị kẹt trên cao mà chưa thể xuống được, đã vậy con rồng còn bay đến nhắm vào cô bé nên Kanata đã từ đằng kia lao đến để giúp. Cậu nhảy từ mỏm đá đến chỗ cây bạt lò xo kia. Cậu nhảy được qua đến cái cây dù nó rất xa, nhưng cậu phải nhanh lên vì Funi đã bị con rồng bắt lấy. Cậu lao đến không kịp và phát hiện cây giáo của Luca ở đây nên đã lấy nó ném vào con rồng nó rơi thẳng xuống và thả phu Ni lại ở trên cây. Cậu sau đó cũng kiệt sức mà nhảy qua thì lại vấp té. May mắn là Quy -tơ -di đã kịp thả mấy cái cây dù kia lên để đỡ Kanata. Cậu đã dùng dù đó để cùng Funi về lại mặt đất. Quy -tơ -di đã lao đến ôm lấy em gái và xin lỗi. Funi cũng có lỗi vì cô bé chỉ muốn lấy bông hoa ngôi sao để cài lên đầu như cái của Quy Cô sau đó cũng xin lỗi Kanata vì nói lời không hay với cậu. Cô suốt thời gian qua đã không thành thật với bản thân chỉ vì cô không biết cách kết bạn. Jack muốn cô từ giờ hãy thành thật mà kết bạn, ai nấy cũng khen khả năng vận động của Kanata thì cậu không nhận. Cậu trước đây từng được cha, một vận động viên đẳng cấp thế giới nhưng đã phải giải nghệ huấn luyện. Ông đã áp đặt giấc mơ lên cậu nên cậu đã chạy trốn và được thầy giáo tiếp động lực về vũ trụ. Để rồi tai nạn xảy ra và cậu quyết định phải có thêm sức mạnh nên đã quay lại nhờ cha huấn luyện tiếp. Giờ đây cậu vẫn nghĩ bản thân không hợp làm đội trưởng nhưng tất cả đều để cậu làm vì cậu là người có gan để đưa ra những quyết định táo bạo nhất trong mọi tình huống. Cậu cảm ơn tất cả và muốn cùng vác con mồi này về tàu. Tối đó, họ đã có bữa thịt đầu tiên trên chuyến hành trình. Jack cũng mới chế ra được một loại máy có thể giúp xác định loại cây nào ăn được và loại cây nào không. Như này sẽ giúp tốc độ thu lượng được nhanh hơn. Aris bắt đầu thấy thích vụ này. Cô nhận thấy cả nhóm giờ đây đã thân thiết hơn với nhau. Đêm đó, Jack đã bàn một việc với Canada rằng hệ thống liên lạc đã bị ai đó cắt mất và nó rất mới nên hẳn là trên tàu có ai đó phản bội. Kanata sau đó đã lo nghĩ về việc có người phản bội, cậu quyết định quan sát mọi người thử. Đầu tiên là Aris, cô gần như ở bên cậu mọi lúc nên khó có thể là thủ phạm. Charles đã đem ra cho cả hai ăn thử món cậu ta mới làm. Charles được xem là người đẹp trai và tốt ở mọi lĩnh vực khiến Kanata có vẻ hơi ghen tị, nhưng vẫn khó có thể là thủ phạm. Jack thì càng không, cậu sau đó đi quan sát mọi người xem thử. Cậu thấy Luca đã làm cho Phuni chiếc kẹp tóc từ bông hoa hình ngôi sao kia, Phuni thì chắc chắn không vì con bé mới 10 tuổi. Luca thì có khả năng vì cậu ta cũng giỏi công nghệ. Quy Tơ Di lúc này đã kiểm tra cho Jun và bảo cô đừng có xin lỗi hoài như vậy. Quy Tơ Di có thể xem là bác sĩ của tàu và tuy hay phàn nàn nhưng cũng không phải là thủ phạm. Jun thì là người im ắng và trông vô hại nhưng lại rất bí ẩn. Oga thì đột nhiên đi ra từ kho lưu trữ với một chiếc cặp sách. Cậu ta cũng khá bí ẩn và không chịu hòa động với đội. Ngày 24 đã đến. Cả nhóm đã có thể đến được hành tinh tiếp theo. Jack đến nói với mọi người thì họ lúc này đều đang nghe về chuyện của Aris và Funi. Ngày Aris chuyển vào trường thì cũng là ngày Funi được nhận nuôi, vào đêm trước ngày được nhận nuôi. Funi có nghe được việc cô bé sẽ bị đưa vào nhóm B5 này. Kanata nhận thấy nếu lời Funi nói là đúng thì hẳn là họ đã bị sắp xếp để chết chung với nhau, có nghĩa việc Aris chuyển trường và Funi được nhận nuôi là có mục đích. Và người đàn ông Funi thấy có vẻ là một người cấp cao của trường, bố của Oga lại là hiệu phó. Không biết ông ta có liên quan hay không nhưng chỉ biết là ông ta xấu hổ với đứa con này. Canada sau đó đã quyết định nói ra việc thiết bị liên lạc bị ai đó phá hủy. Ai nấy bắt đầu nghi ngờ nhau vì chẳng ai có thể chứng minh bản thân là trong sạch. Quiterzi lại làm quá lên nhưng cơn đói của Aris đã khiến mọi người ngồi lại ăn nhẹ và nói chuyện tử tế với nhau. Quiterzi cũng đã xin lỗi vì nói quá lên. Nói tóm lại là việc bây giờ họ bị lôi ra đây là một kế hoạch bị sắp xếp từ trước. Nhưng nếu có kẻ phản bội thì việc này khác gì kẻ phản bội cũng đã chuẩn bị tâm lý để chết. Không ai biết lý do hay nguyên nhân nhưng đó là câu trả lời duy nhất họ có, với cả giờ kết luận sớm cũng chẳng được gì vì họ chẳng có đủ thông tin. Có điều nếu hung thủ đã sẵn sàng tâm lý để chết thì việc nguy hiểm vẫn sẽ còn tiếp tục. Đột nhiên con tàu gặp trục trặc khi xuất hiện một lỗ ở trên thân tàu, hệ thống cấp nước bị hỏng và điện cũng mất. Điện có lại thì hệ thống trọng lực bị vô hiệu hóa. Canada đã bảo tất cả bình tĩnh và nguyên nhân thủng tàu là do va trúng một thiên thạch. Jack đã đi sửa lại trọng lực còn Luca thì được giao cho việc bịt lỗ này lại. Luca nhờ Jun lấy hộ túi đồ nghề nhưng cô chưa quen việc điều khiển bộ đẩy nên Charles đành lên lấy thay. Bắn keo vào đó một chút là lỗ đã được bịt lại. Nhưng Jack gọi đến báo là bộ trọng lực có thể sửa nhưng điện thì hơi căng do bên này cũng bị một lỗ. Giờ muốn hạ cánh phải sửa được trọng lực. Nhưng vấn đề là con tàu lúc này đã bị khí quyển của hành tinh này kéo xuống. Nếu họ không mau sửa được trọng lực thì cả con tàu sẽ bị nghiền nát và họ cũng sẽ tiêu đời. Rách nhầm ra thì họ có 9 phút để sửa. Aris tìm được nguồn điện dự phòng và nối cáp đến phòng trọng lực thì sửa được. Oga tìm được ít dây cáp trong phòng lưu trữ nên cũng chạy đi ngay. Jun đột nhiên bị nước đập vào và sặc nên Quitter phải giúp cô trước khi cùng mọi người đi sửa tàu. Dây cáp đã sớm được nối xong và lỗ cũng đã được chám lại. Kanata đã lấy dây đến được phòng trọng lực và nối lại. Nhưng khi khởi động lại thì có một sinh vật đã lọt vào tàu làm cơ chế an toàn bị kích hoạt. Oga đã vào và mượn súng bắn keo để bắn vào con chim đó. Nó vừa dính kéo thì trọng lực đã được kích hoạt trở lại và nhờ đó giúp rách hạ cánh thành công con tàu. Ai nấy đều khen ngợi Oga vì tài thiện xạ nhưng cậu ta cứ thế bỏ về phòng. Nếu cậu ta có súng thì cậu ta chắc sẽ bất bại. Nhưng súng đã bị bãi bỏ từ 100 năm trước. Có điều thứ Oga tìm được trong phòng lưu trữ lại là một khẩu súng. Sau sự cố thì cả nhóm đã thành công hạ cánh lên hành tinh thứ hai trên lộ trình. Rách lỡ đi vào nhà tắm mà không kiểm tra trước thì thấy quy gì. Nhưng cậu ta vẫn rất bình tĩnh vì năm xưa cậu ta thấy suốt rồi. Nhưng xưa khác giờ khác, Kanata thì vẫn không ngờ là họ vẫn còn sống. Họ có vẻ đã không còn quan ngại về kẻ phản bội vì kẻ phản bội cũng đã giúp họ sống sót sau vụ vừa rồi. Nên Kanata thấy rằng giờ tốt nhất là không nên lo lắng và suy nghĩ về việc họ không biết. Cậu cũng cấm hành vi truy tìm kẻ phản bội và sau đó thì cả nhóm đã chính thức đổ bộ xuống hành tinh mới. Kanata muốn mọi người cứ vui vẻ vì đây cũng có một nửa là đi cắm trại. Cả nhóm sau đó lại chia ra và đi tìm thực phẩm nhóm Kanata đi tìm được vài cây cỏ dại và đem cho máy giò thì vẫn ăn được. ăn thử thì nó rất ngon nên cả bọn quyết định hái thứ này về. còn bên Chas thì đi tìm nước và mấy cái cây xương rồng này có đầy nước bên trong. Oga thì liên tục nói Jun là đứa vô dụng khiến cô càng tự ái thêm. cả nhóm sau đó phát hiện cái cây lớn này có rất nhiều rêu xung quanh và đống rêu này có xác của động vật ăn cỏ bên dưới. nhìn vào răng là biết. Chas nghi ngờ là có cả động vật ăn thịt nữa. đột nhiên Quy -tơ Di bị một con thú tiếp cận. Nó có vẻ hiền và còn cúi đầu cho cô leo lên. Cả bọn sau đó cứ thế dùng mấy con như đà điểu này để vận chuyển xương rồng chứa nước về tàu. Lúc trở về, cả bọn thấy mùi gì đó hôi hôi. Canada đổ mùi đó là từ quy tơ gì nên bị sút cho một cú. Họ sau đó nhận ra mùi hôi là từ cái cây thực phẩm màu hồng kia. Nó có vẻ nhanh hư nên không hợp cho việc lưu trữ. Đám đà điểu cũng không ăn được. Thức ăn của họ trước mắt là chưa đủ nên chắc sẽ phải đi kiếm thêm. Luca nói đùa về việc Jun trông khá lớn nên sẽ tốn đồ ăn khiến cô lại thêm tự ái. Hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục đi tìm đồ ăn, nhưng Aris đột nhiên phát hiện Jun đã biến mất. Cô tự ái đến mức đòi ở lại hành tinh này luôn và bảo mọi người đừng đi tìm. Cả nhóm vẫn chia nhau đi tìm và Luca cùng Oga nghĩ là do bản thân nên Jun mới bỏ đi như vậy. Jun lúc này nhớ về lúc cô từng được nhận vai chính trong vở diễn ở trường, nhưng mẹ cô lại là tác nhân khiến cô rụt rè như này. Mẹ chưa từng ủng hộ cô làm việc gì và còn bắt cô bỏ vai diễn. Mẹ cho rằng cô chẳng làm được cái tích sự gì nên đừng có cố tỏ ra nổi bật. Kanata đã đuổi được cô thì cô lại cố chạy và hất văng cậu. Kanata đành trò chuyện qua thiết bị liên lạc. Cậu biết kính của cô chỉ là phụ kiện mang theo chứ cô chẳng hề bị cận. Cô chỉ đeo kính để tóc không đâm vào mắt. Vì cô luôn để tóc che đi luôn mặt của mình, cô vẫn cho rằng bản thân chỉ là một đứa to cao nhưng vô dụng, không giúp ích được gì. Cô đã được nuôi dạy là không nên nổi bật nên cô chỉ ước là được vô hình. Trong lúc đó, nhóm của Charles đi tìm thì thấy cái cây lớn này bắt đầu phát tán hạt giống. Và đột nhiên ai ngửi chúng đều gục nên Charles biết cây này có độc và sát động vật chết là vì ngửi chúng thứ này. Canada cũng thấy một con đà điều dính độc và Jun đã tìm được một loại cây. Khi cho nó ăn thì nó đột nhiên khỏe lại. Cậu nhận được tin từ Charles nên đã chạy đến và đưa mọi người về tàu. Chỉ còn cậu, Jun và Quy là ổn. Kanata đã nhờ Quy Tơ Di tìm cách chữa trị vì cô là bác sĩ duy nhất trên tàu, Jack và Charles biết là phải có cách để cân bằng sinh thái nên chắc chắn sẽ có thuốc giải. Dù nhớ ra loại cây mà họ cho con đà điểu ăn, và thứ đó chỉ mọc gần những cái cây độc kia, Kanata quyết định đi đào bới để tìm thuốc giải. Nhưng cậu chạy đến cây bới thì chỉ thấy dấu chân của đám đà điểu, biết là bản thân không thể tìm được nếu không bị nhiễm nên cậu đã cởi mũ bảo hộ và hít lấy chất độc. Jun cũng nhận thấy Quy Tơ Di đã nhiễm nốt và cô chỉ còn cách giúp mọi người cầm cự đến khi Kanata về. Cô đã cất tiếng hát vì cô đã nói cho Kanata biết ước mơ của cô là được làm ca sĩ. Trong lúc Jun hát, Kanata đã nhìn thấy được thuốc giải. Cậu lấy một cây để ăn và con đà điểu cũng đến để đưa cậu về nhanh hơn. Nhờ Kanata đưa được thuốc giải về mà cả tàu đã được cứu, cậu cũng kiệt sức mà ngủ luôn. Họ sau đó đã khen ngợi giọng hát của Jun vì chưa từng nghe ai hát hay như vậy. Kanata đã nói ra việc Jun là con gái của ca sĩ nổi tiếng. Quy tơ di nhìn thử thì giống thật. Họ đã bảo Jun hãy mạnh mẽ lên và cô quyết định từ giờ sẽ thay đổi vì cô thấy mọi người đều rất đáng tin cậy và cô sẽ giúp tất cả bằng mọi cách có thể. Cả nhóm sau đó đã đi xem thử cây độc và nhận thấy cây này có thể ăn được. Sau 5 ngày thu thập đồ ăn thì cả nhóm tiếp tục lên đường. Vài đứa giàu tình cảm thì khóc sứt mướt khi phải tạm biệt lũ đà điểu. Tối đó, Jun đã đến nhờ Luca cắt giúp cô bộ tóc để nó ngắn lại. Mẹ Aris ở nhà thì vẫn đang ngày ngày trông chờ tin nhắn mới mà cô gửi về, đã 40 ngày kể từ khi nhóm 9 người mất tích. Hội phụ huynh đã họp lại và ai nấy đều đã nghĩ đến việc công bố cả 9 đứa con đều đã thực sự ra đi, mẹ của Aris vẫn không chấp nhận. Vì nếu họ nói nhóm Aris đã chết ở trên đại dương tại Makpa thì tại sao lại không có hành lý nào trôi nổi và có khả năng tất cả đã bị lạc ngoài vũ trụ. Dẫu biết điều đó là có khả năng nhưng chi phí để truy tìm ngoài vũ trụ là rất đắt đỏ nên họ sẽ phải chấp nhận là con em họ đã ra đi. Bố của Luca là thượng nghị sĩ nên họ nghĩ là có thể nhờ ông yêu cầu chính phủ giúp nhưng cách đó cũng đã thử và vô dụng. Thượng nghị sĩ lúc này đang tham gia một dự án hiến DNA cho một nghiên cứu gì đó, trong lúc đó thì nhóm Canada đã đến hành tinh thứ ba. Nơi đây trông chẳng khác gì thiên đường khi có một hòn đảo nhiệt đới ở giữa biển, biển này có cá, và rách cùng Canada đã lấy giáo được Luca làm để bắt. Ngoài ra còn có chim cũng được Oga đi săn về nhờ cây cung Luca làm ra, và còn có hoa quả đầy đủ, Quy Di không chịu được mà la lối vì đây là hành tinh duy nhất chẳng có gì nguy hiểm xảy ra. Quy Di sau đó có đi tìm Aris và Jun thì thấy cả hai đang đi bơi. Nhìn độ quyến rũ này thì Quy Di đã dụ Aris ra mời gọi Kanata thử nhưng cô từ chối. Lúc ngồi lại ăn chung, ai nấy biết được nơi này có thể xem là đỉnh cao của tiến hóa khi loài vật có thể tự nhân bản mà không cần con được với con cái. Tối đó, hội con gái đã họp lại để chọc Aris về việc cô có vẻ thích Kanata. Quy -tơ Di khuyên cô nên thổ lộ sớm với Kanata kẻo không lúc trở về thì cậu sẽ nổi tiếng và bị cô khác cướp mất. Họ cũng biết Quy -tơ Di thích rách nhưng cô bao biện rằng rách chỉ là bạn thổ nhỏ. Họ sau đó đã để Aris đến chỗ Kanata. Cô có hỏi Kanata về việc cậu có bạn gái chưa thì cậu quá ngốc để hiểu rồi ăn nói tào lao khiến Aris giận mà bỏ về. Quy -tơ Di cũng tức trước cái độ đần thối của Kanata nên cắm cái bàn chải vào mũi cậu. Sáng hôm sau, Oga lại đi săn thêm được vài con nữa. Luca có đến và rủ Oga đi câu cá chung. Cha thấy Luca có vẻ là người duy nhất thân được với Oga. Oga ngoài mặt thì cứ bảo Luca là một đứa phiền phức, nhưng bản thân cậu ta lại là người chỉ có thể thân được với mỗi Luca. Luca khá bất ngờ khi bố Oga là hiệu phó. Còn Oga sau khi nghe họ của Luca thì nhận ra cha cậu ta là thượng nghị sĩ và dường như Oga có mối thù gì đó với ông thượng nghị sĩ này. Chiều hôm đó, lúc cả nhóm ngồi lại một bữa cuối trước khi lên đường vào ngày mai. Luca đã lấy máy ra chụp lại khung cảnh này để kỷ niệm vì nơi này có thể sẽ là nơi đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình. Đột nhiên lúc đang định dọn đồ về tàu và quên đi việc có kẻ phản bội thì Ega đột nhiên lấy súng ra chĩa vào đầu Luca. Hành động này đã khiến Ega trở thành kẻ bị tình nghi là kẻ phản bội cao nhất. Cậu ta chĩa súng lên bắn một viên để chứng tỏ đây là súng thật. Ai nấy nghĩ cậu là kẻ phản bội thật, vì cậu ta có súng nên trước mắt cậu ta là người làm chủ. Nhưng cậu ta không phải kẻ phản bội mà chỉ làm việc này vì lý do cá nhân. Cha của Luca là kẻ mà cậu ta căm ghét. Cậu ta từng có một người anh trai lớn hơn 5 tuổi. Anh trai cậu ta luôn được người khác coi trọng còn cậu ta thì bị ghẻ lạnh, từ đó cậu ta mới thích sống một mình. Nhưng anh trai là người duy nhất gần gũi với cậu ta, anh cậu ta đang điều tra về cha của Luca thì đột nhiên mất mạng. Cảnh sát đồn là anh trai cậu ta tự vẫn, nhưng có người anh trai nào lại tìm đến cái chết khi vừa mua quà sinh nhật cho em trai cơ chứ? Anh cậu ta hẳn là đã bị cha của Luca trừ khử. Nếu có bằng chứng thì cậu ta đã công bố từ lâu rồi. Cậu ta đã cố gắng tập bắn để trả thù cha của Luca và tình cờ thay thì cậu ta đã có được súng từ chuyến đi này và cậu ta chỉ cần xử được Luca là ông ta sẽ mất đi người thừa kế. Nhưng Luca cho cậu ta biết là nếu bản thân chết thì cha cậu ta cũng chẳng buồn, vì cậu ta không phải người thừa kế, cậu ta đã chứng minh bằng cách cởi áo ra. Ai nấy đều bất ngờ khi Luca là nữ, nhưng cũng không phải. Luca là bán nam bán nữ, được gọi là lưỡng tính. Cậu ta là con nuôi được gia đình nhận về để làm người thừa kế. Nhưng từ khi có em trai thì cậu ta coi như là gia dìa. Kanata bất ngờ vì mọi người ở đây đều gặp vấn đề với cha mẹ. Hẳn là có liên quan gì đó. Oga không tin việc cha mẹ lại ghét bỏ con cái. Nhưng chưa nói hết câu thì cậu ta đã nhận ra điều cậu ta nghĩ là thật. Kanata giờ đã hiểu là mọi người ở đây đều bị cha mẹ ghét bỏ. Luca sẵn sàng để Oga bắn. Nếu việc đó mà khiến cha cậu ta buồn thì cậu ta cũng mãn nguyện. Oga tức giận hét lớn vì cứ nghĩ là đã có cơ hội trả thù. Đột nhiên Kanata gọi tất cả lên tàu ngay vì sóng thần đang đến. Tất cả lên tàu nhưng Oga đã đứng lại để đỡ lấy Luca và không lên tàu kịp. Cả hai bị cuốn đi và Jack đã phải giữ tàu gần mặt nước để cứu hai người kia. Luca đã bám được vào một cái cây và tóm lấy Oga. Nhưng cậu ta biết Luca sẽ không giữ nổi nên hất tay đi và bị cuốn mất. Nhưng Kanata đã buộc dây để xuống kéo Oga lên. Cậu bảo Luca giữ đấy thêm một lúc và kéo Oga lên. Erga lại sắp tụt nhưng Kanata sẽ không để điều đó diễn ra lần nữa. Họ cứ thế cứu được cả hai và rời khỏi hành tinh thiên đường này. Erga đã xin lỗi tất cả và nhất là Luca vì đã hành động ngu ngốc. Nhưng Luca cho rằng nếu cha cậu ta hại chết anh trai Erga thì cậu cũng phải xin lỗi. Jack thấy không đúng lắm. Vì việc chính trị gia ăn hối lộ chỉ là chuyện thường nên việc cha Luca sát hại anh trai Erga chứng tỏ anh trai cậu ta đã phát hiện ra bí mật còn lớn hơn. Erga quyết định sẽ tìm ra sự thật. Lúc trở về cậu ta sẽ trở thành nhà báo và bây giờ thì cậu ta sẽ hợp tác với họ để trở về. Oga đã đưa lại súng cho Canada nhưng cậu vẫn để Oga dùng nó vì cậu ta là người dùng tốt nhất. Oga nhìn thấy hình ảnh anh trai cậu ta ở Canada nên cũng sẽ chọn tin tưởng cậu, như chuyện lần này. Mọi người trên tàu lại thêm thân thiết, Oga thì cũng chịu hòa đồng hơn với mọi người còn Luca thì vẫn được xem là một đứa con trai nhưng thi thoảng lại là một người bạn với nhóm con gái. Và Luca cũng lợi dụng việc bản thân có một nửa là gái để chọc lại Oga mỗi lần cậu ta tính gây sự. Sau đó, Aris đã cùng Chas làm đồ ăn. Cô bị sứt tay nhẹ và được Chas chăm sóc. Di muốn lấy Chas ra để gắn ghép với Aris nhằm khiến Kanata ghen nhưng cậu vẫn quá đần. Di có đề cập đến việc Chas giỏi sinh học thì phải học ở lớp sinh, Aris cũng có học ở lớp sinh. Và đột nhiên cô nhận ra là cô chưa từng thấy Chas trong lớp đó. Cô có trí nhớ hoàn hảo nên cô có thể chắc chắn là chưa từng thấy Charles lần nào trước đây. Ai nấy nghi ngờ Charles có gì đó giấu nên cậu ta đã nói ra việc bản thân cũng là một học sinh chuyển trường, nhưng tại sao lúc Aris nói thì cậu ta không nói gì khiến người khác nghi ngờ cậu ta được gửi đến để thủ tiêu họ. Nhưng lý do cậu ta không nói là vì không thích nhắc đến, với cả không ai biết gì về cậu ta nên giờ có muốn giấu cũng chẳng được nữa. Charles là con cháu của một gia tộc hoàng thất vào cuối thế chiến Đất nước của cậu ta là nơi duy nhất còn giữ hệ thống do hoàng thất cai trị, nhưng một vấn đề là cuộc sống nơi đây rất bình dị khi khoa học công nghệ bị hạn chế. Công nghệ ở đây vẫn còn lạc hậu như thời trung cổ, và bao quanh nơi này là một tường thành cao nên gần như là không thể xâm nhập hay thoát ra. Charles là một người trong quý tộc và cậu ta quen một cô bạn, nhưng cô bạn này lại chỉ là thường dân. Dù vậy thì cả hai vẫn thường trốn đi chơi với nhau. Nhưng vào một lần khi cậu ta dẫn cô bạn ấy vào khu vực của quý tộc chơi thì cả hai đã đen đủi khi bị cảnh vệ bắt được. Cô bạn kia đã cố thoát ra nên cắn vào tay cảnh vệ để rồi bị hất xuống khỏi tường thành cao. May mắn là cô bạn kia còn sống, Charles bị trách phạt còn cô bạn kia thì hôn mê sâu mãi vẫn chưa tỉnh lại. Một thời gian sau thì gia đình cô gái kia rời đi. Charles cũng vì vậy mà bỏ đi khỏi nơi đó và làm quen với cuộc sống mới. Do chưa thích nghi nên cậu mới không dám nói ra với mọi người. Ai nấy đều khóc dòng khi nghe chuyện và lỡ trách nhầm cậu. Charles cũng vui vì bản thân đã chút được phần nào đó đau thương, và có thể xem như là kiếm được một gia đình mới cho bản thân. Tuy mọi thứ vẫn còn khúc mắc nhưng tất cả vẫn đoàn kết và trên hành trình đến với hành tinh tiếp theo. Cả nhóm sau đó đã chính thức đến nơi tiếp theo. Nhưng hành tinh này không hề quay nên một mặt của hành tinh sẽ là cái nóng chết chóc và không có nước và mặt còn lại thì chỉ là bóng tối và cái lạnh chết người suy ra nơi duy nhất họ có thể đặt chân xuống là phần giữa của hành tinh. Cả nhóm lên đường và nhận thấy phần giữa này có sinh vật sống tốt và thực vật cũng không ít, nhưng đi một đoạn thì một thứ nguy hiểm đã xuất hiện con tàu bị một cái cây khổng lồ tóm lấy. Jack đã dùng hết sức để xoay tàu và xoắn đứt cái cây kia. Nhưng chưa đi được bao xa thì tàu gặp sự cố khiến việc điều hướng không thể ổn định. Jack đã dùng hết khả năng để cho tàu hạ thấp xuống, nhưng do đã khiến tàu bị va đập nên việc hạ cánh không mấy êm đẹp. Tin vui là tàu còn nguyên vẹn và người cũng ổn. Tin xấu là bộ điều hướng của tàu đã hư hại nặng. Sau khi kiểm tra thì Jack cho biết tàu vẫn bay được, nhưng chỉ bay được ở trong hành tinh này chứ ngoài không gian thì gần như bó tay dụng cụ để sửa cũng không có nên việc họ sẽ phải mắc kẹt tại đây là gần như chắc chắn, ai nấy đều rơi vào tuyệt vọng. Nhưng Aga muốn Kanata thôi ủ rũ mà động viên mọi người cố gắng như trước đây. Kanata lấy lại tinh thần và kêu gọi mọi người đi kiếm đồ ăn rồi tính tiếp. Nhóm 5 người đã được dẫn đầu bởi rách đã đi kiếm thức ăn. Ai nấy đều khó chấp nhận kết cục nhưng Aga vẫn chọn không từ bỏ hy vọng đột nhiên Funi nhận thấy có gì đó ở phía tối đằng kia. Trong lúc đó Quy Tơ Di vẫn chưa hết hoảng loạn nên rách đã cho cô lựa chọn, một là sống với mọi người hay là dùng buồng ngủ đông duy nhất trên tàu và ngủ đến khi có người khám phá ra nơi này. Nhưng như vậy chẳng khác nào cô sẽ mãi cô đơn nên Quy Tơ Di đã chấp nhận thà sống với mọi người còn hơn. Đột nhiên rách gọi về và muốn cả nhóm tập hợp lại xem thử. Họ đã cùng nhau đến xem và Kanata ngạc nhiên khi có một tàu Astra khác ở đây, nhưng tàu này đã cũ. Jack Kanata và Aris sẽ vào trong xem thử, điện vẫn còn và cấu trúc tàu là giống hệt với tàu Astra. Nhưng tàu thì chắc chắn là không còn bay được nữa. Đột nhiên cả ba tìm thấy một lời cầu cứu và nhận ra tàu này còn người. Cả ba tìm đến buồng ngủ đông và phát hiện có người trong đây. Người này đã ngủ được 12 năm và Kanata quyết định sẽ đánh thức người này. Vừa cứu ra thì Kanata đã cho đi gọi Quy -tơ Di và mang cô về tàu. Cô nghĩ rằng bản thân đã được cứu về trái đất nhưng thực tế là vẫn chưa. Cô sau đó đã giới thiệu bản thân là Lina và là một phi hành gia. Cô cùng đoàn của mình đang mang nhiệm vụ tìm kiếm hành tinh có sự sống mới nhưng lại gặp sự cố và hạ cánh nơi đây phi hành đoàn đã rời đi và không trở lại cho nên cô mới đánh cược vào việc ngủ đông. Lina nghĩ là đã có thể được về nhưng cả nhóm đã thông báo việc tàu bị hỏng khiến cô sốc mà ngất đi. Nhưng đột nhiên Aris nghĩ ra được một cách mà thiên tài 200 IQ như Jack cũng không nghĩ ra. Cô cho rằng tàu Astra của họ chỉ hư mỗi phần lò phản ứng và điều hướng. Trong khi tàu bên kia thì những thứ đó còn nguyên. Vậy là chỉ cần tách rời và thay thế lại là họ đã có thể giúp tàu tiếp tục khởi hành. Jack thấy hoàn toàn khả quan do con tàu này có cơ chế tách ra ba phần. Họ sau đó đã đi đưa con tàu của Lina về đây để chuẩn bị công cuộc tháo rỡ. Sau một ngày, công cuộc kết nối đã hoàn tất. Lina đã hỏi Jun rằng năm này là bao nhiêu thì bị sốc khi chỉ mới là 12 năm sau. Lạ thay là cô không nói ra lý do bản thân hoảng hốt là gì. Vài ngày sau, Canada thông báo là tàu đã có thể tiếp tục khởi hành. Charles cũng đứng lên nói vài điều về vấn đề thực phẩm. Rằng ở hành tinh này động vật và thực vật chẳng thể phân biệt nổi vì bên ngoài là thực vật nhưng bên trong lại có nội tạng như động vật cho nên chỉ cần bắt được thì thức ăn vẫn sẽ đảm bảo được dinh dưỡng cách bắt cũng khá dễ khi chỉ cần trùng khăn lên và ngăn chúng quang hợp thì chúng sẽ bất động quy tơ di và rách đã đi cặp để bắt đầu ăn cả hai đã có ngồi lại trò chuyện và quy tơ di đã lỡ nói ra ước mơ được làm vợ rách nhưng cậu cũng không bất ngờ vì lúc nhỏ cả hai đã từng hứa với nhau điều tương tự cô không ngờ rách lại quan tâm đến lời hứa đó như vậy dù khi đó cả hai chỉ là trẻ con cả nhóm sau khi thu thập xong thì quyết định lên đường nhưng Kanata đã đồng ý đi xem thử chuyện đã xảy ra với đồng đội của Lina. Họ hạ cánh xuống nơi mà Lina nhớ được và tìm thấy chiếc xe trước đây của họ cùng thẻ tên của một vài người. Lina nhận ra nguy hiểm đang trốn dưới đất nên gọi tất cả bỏ chạy. Mấy cái cây chui lên và một trong số đó đang giữ một cái thẻ tên. Kanata hứa sẽ lấy lại nó cho Lina và để mọi người đưa cô về tàu. Kanata với kinh nghiệm đầy mình đã làm một cú nhảy xào và lấy về được chiếc thẻ tên. Cả nhóm sau đó đã chính thức rời khỏi hành tinh này sau 11 ngày ở đây. Canada muốn mở tiệc chào mừng Lina nhưng Quy Tơ Di nhận thấy có điều lạ khi cả nhóm kiểm tra máu để hiến cho Lina thì cô nhận thấy bản thân và Funi chung một dòng máu. Cô không chắc liệu Funi có phải em gái ruột hay không nên tối đó Jack đã thay cô xét nghiệm bằng máy tính. Đêm đến Jack đã phát hiện ra một bí mật động trời qua thí nghiệm. Cậu đã nói trước cho Canada biết rằng Funi và Quy Tơ Di là cùng một người. Sáng hôm sau Canada và Jack đã tập hợp mọi người lại. Cả hai công bố chuyện Quy Tơ Di và Funi có chung cấu trúc Na một cách kỳ lạ. Kanata nghĩ rằng có khi Funi chính là nhân bản từ Quitterji và cũng có khả năng toàn bộ những người ở đây đều là nhân bản từ chính phụ huynh của họ. Jack không phản đối vì bố cậu đang nghiên cứu về việc chuyển đổi ký ức nên có thể họ đang muốn chuyển ký ức của bản thân qua để trẻ hóa lại, trong lúc đó ở trái đất. Nghi ngờ của cả nhóm là đúng khi kế hoạch này gồm có bố của Jack, bố Kanata, bố Oga, bố Luca Luca và mẹ của Quitterji tham gia. Họ đã tạo ra bản sao của chính mình nhưng vì nhà nước đột nhiên ban một điều luật gì đó và buộc phải kiểm tra na nên họ mới sợ bị lộ việc nhân bản nên đã cho cả nhóm lên không gian và thủ tiêu, Jack cũng đoán được phần nào tất cả. Aris cho biết cô và mẹ rất yêu thương nhau nhưng họ vẫn không thể chắc chắn nên nếu tình huống tệ nhất thì có thể Aris không phải con ruột. Ai nấy đều đau khổ đến bất lực nhưng Kanata tuyên bố rằng cả nhóm sẽ cố gắng trở về và công bố kế hoạch này ra ánh sáng để bản gốc là bố mẹ bị bắt đi. Có như vậy thì họ mới trở thành được những người mà họ muốn. Cả nhóm vài ngày sau đã lấy lại bình tĩnh. Cho chắc hơn thì Kanata đã đi hỏi thăm từng người. Không một ai còn bị sốc khi biết sự thật. Ngược lại thì một vài người thấy nhẹ nhõm hơn Oga thì quyết tâm trở thành nhà báo hơn để vạch trần và tống giam hết tất cả những người có tham gia vào chuyện này. Aris thì vẫn chấp nhận người mẹ mà cô có. Dù bản thân cô có là bản sao hay thật sự là con ruột thì cô vẫn chỉ xem mẹ mình là người duy nhất cho cô cảm giác được yêu thương. Trong lúc đó Jack và Quitterji đã tâm sự với nhau và cả hai quyết định công bố với mọi người rằng họ sẽ kết hôn. Cả bọn hú hét lên inh ỏi. Aris muốn biết ai là người tỏ tình trước thì rách tự nhận là bản thân. Từ lâu rồi cậu ta đã luôn thích Di và thấy cô rất dễ thương. Cả bọn từ quá khích đã chuyển qua lo sợ vì rách quá nguy hiểm. Cả bọn quyết định ăn mừng cho vụ lần này, vài ngày sau kính viễn vọng đã được sửa nên họ đã có thể thấy được hành tinh quê nhà. Lina ra ngoài xem chuyện thì bật khóc vì có thể nhìn lại được trái đất nhưng cô thấy trái đất quá lạ, nhưng cả nhóm đều không hiểu cô nói gì vì hành tinh quê nhà của họ không phải trái đất mà là Astra. Họ đã ngồi lại để tìm hiểu vài thứ. Kanata nghĩ rằng Lina là người ngoài hành tinh, nhưng Jack cho rằng cậu đang nói nhảm vì tất cả đều là con người, đều nói chung ngôn ngữ. Aris cũng biết được những nước mà Lina nói vì đã có đọc qua trong sách. Sau cùng họ đi đến một kết luận rằng Lina là người của thời đại trước đây. Họ thử xét qua về lịch sử thì có khá nhiều điểm tương đồng nên câu trả lời vừa rồi xem ra là hợp lý nhất. Nhưng đột nhiên Aris phát hiện được điểm khác với lịch sử mà Lina biết. Cô đã phải thốt lên "Chúa ơi" nhưng Canada lại hỏi thêm rằng "Chúa là gì?" Lina đã nhận ra thế giới của họ không tồn tại cả tôn giáo. Lina muốn cả nhóm kể lại toàn bộ lịch sử cho cô nghe. Trước đây con người đã nhận ra sự ngu ngốc của chiến tranh không nên đã lập ra một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn và cứ thế phát triển đến nay. Lina cũng nói ra về việc bên cô rằng gần 20 năm trước, trái đất dự đoán là sắp va chạm với một tiểu hành tinh cho nên con người đã nghĩ ra cách là tìm hành tinh mới và bắt đầu di dân. Nhưng việc di dân toàn bộ là không thể nên con người đã tạo ra lỗ sâu nhân tạo nhằm dịch chuyển tất cả đi và khối cầu trắng đã đưa cả nhóm đến hành tinh ban đầu là một cái lỗ sâu. Cho nên hẳn hành tinh băng ban đầu họ thấy thật sự là trái đất xưa kia và con người đã hoàn toàn di dân sang hành tinh mới là Astra. Jack vẫn thấy bất thường về niên đại khi trên lý thuyết thì cuộc di dân chỉ mới cách đây 7 năm nên đến đâu thể khác biệt được cả về lịch sử như vậy. Aris muốn tất cả dừng tranh luận tại đây và họ sẽ tìm ra sự thật lúc trở về. Tất cả đều đồng tình và lên đường đến hành tinh cuối, đêm đó Kanata đã đến tìm Aris vì có chuyện quan trọng cần nói. Cả nhóm sau đó chính thức đặt chân lên hành tinh cuối cùng. Như thường lệ thì một nhóm sẽ đi tìm nước, một nhóm tìm thức ăn và một đến hai người ở lại tàu. Vì nơi này khá yên bình nên việc tìm thực phẩm cũng dễ hơn. Kanata và Aris đã tách đoàn một lúc, cả hai có mở lòng với nhau một chút và sau đó thì ngại quá nên tách nhau. Kanata chạy đi tìm thêm vài thứ thì gặp lại lỗ sâu nên đã cắm đầu chạy. Cậu chạy vào một hang động và gặp lại Aris ở đây. Nhưng lỗ sau cũng đã biến mất. Ngày hôm sau, Kanata đã cho Charles và Jack biết về việc bản thân bị tấn công và người bị nghi ngờ là Oga. Họ quyết định bẫy Oga bằng cách để Charles đi theo nhằm dụ Oga thủ tiêu một người. Nhưng ngay lúc ra tay thì Kanata và Jack sẽ lao ra ngăn lại. Cả hai đã vào lại bên trong hang động. Charles vẫn nghe theo kế hoạch và cố chờ Oga ra tay nhưng đột nhiên Kanata gọi đến bảo rằng hủy bỏ kế hoạch do Phuni đột nhiên mất tích. Chas chưa định hình được thì đã bị Erga chĩa súng vào lỗ sâu được kích hoạt và Kanata đã chạy vào khống chế Chas vì chính cậu ta là người điều khiển lỗ sâu. Chas không còn gì để chối cãi. Tất cả đều có mặt trong kế hoạch này. Lý do cậu ta bị bắt là vì ở hành tinh đầu tiên kẻ phản bội sẽ là người bị hút vào sau cùng. Aris là người nhớ được hết tất cả. Chas thừa nhận sự thật rằng lúc đó đáng lẽ cậu ta đã phải thủ tiêu hết tất cả. Những cả nhóm đã quá may mắn khi gặp được con tàu này cho nên chính Chas là người đã phá hỏng thiết bị liên lạc và đúng là cậu ta được giao cho nhiệm vụ này để che giấu tội ác của các vị phụ huynh Charles là một nhân bản nhưng chỉ khác ở chỗ cậu tự nhận thức được điều đó Charles kể lại rằng cậu vốn dĩ được tạo ra để làm vỏ bọc cho nhà vua từ lâu cậu ta đã nhận ra được bản thân là ai nhưng lại quyết định dâng hiến hết mình cho nhà vua để cuộc đời này có ý nghĩa và đến một ngày khi kế hoạch đang gặp nguy hiểm thì vua đã ép cậu phải trừ khử hết những bản sao khác canada muốn cha suy nghĩ lại vì cậu ta không hề xấu xa cậu ta đã giúp đỡ cả nhóm rất nhiều nên họ mới có thể đến được đây và nếu chas không tốt thì cậu đã thủ tiêu họ trong hai lần trước đây chas cho rằng canada đã nhầm cậu ta không do dự khi cố thủ tiêu tất cả cậu ta chỉ do dự vì không muốn kéo aris vào vì cô chính là bản sao của cô bạn năm xưa mà chas để vụt mất cô bạn đó không phải là thường dân mà là một công chúa nhưng cô không chấp nhận việc phi nhân tính như là có bản sao nên đã lên kế hoạch để aris và một người hầu bỏ trốn và người hầu đó cũng chính là mẹ của aris hiện tại vua cha khi biết được thì muốn tạo ra bản sao mới nhưng cô vẫn tiếp tục từ chối cô đau xót vì chas không thể sống theo ý mình và cứ thế thời gian trôi đi cho đến một ngày lúc cả hai đi dạo trong rừng thì công chúa đã bị một kẻ nào đó cố tình đẩy ngã xuống vách núi chas bị trách phạt và bị giam lại trong ngục nhưng một tuần trước chuyến đi thì cậu được thả và trao cho nhiệm vụ này cậu ta đã rất vui khi thấy aris nên cậu sẽ đưa cô về cho nhà vua và thanh thản nhận lấy cái kết cho bản thân khi đã cống hiến được hết mình Kanata tức giận và đấm một cú vào mồm Chas. Tất cả đều muốn Chas hãy tự cởi bỏ xiềng xích của bản thân vì suốt chuyến đi Chas luôn là người vui vẻ nhất. Vì cậu nhận ra được bản thân đã thực sự tự do, cậu không cần phải nghe theo một ai nữa mà hãy sống cho bản thân mình và sống cho điều bản thân thực sự yêu quý. Chas thú nhận bản thân rất quý mọi người nhưng mặc cảm tội lỗi là quá lớn nên cậu đã lấy ra chiếc điều khiển thứ hai. Kanata biết rõ Chas định tìm đến cái chết nên đã liều mình chạy qua bên kia cậu giờ đã có lại đôi giày chống trọng lực nên nhảy qua được lỗ sâu và muốn cha tắt nó đi. Cậu ta vẫn cứng đầu nhưng lỗ sâu đã sát bên Kanata, cậu đưa tay ngăn lại và sắp bị hút vào khiến chắc vì lo long nên đã tắt nó đi. Nhưng một cánh tay của Kanata đã bị lỗ sâu cắt đứt buộc cả nhóm phải chạy đến cầm máu. Charles thực sự hối hận và hết lời xin lỗi Kanata. Nhưng cậu cũng không trách mà chỉ muốn Charles trả lễ khi về đến nhà, cả nhóm sau đó đã trở về tàu. Quy -tơ -di đã làm phẫu thuật cho Kanata, Cô khâm phục cậu vì không có thuốc mê mà vẫn chịu đựng được. Charles vẫn còn tự trách bản thân nên muốn rách nhốt bản thân lại và khi về thì hãy giao cậu ta cho cảnh sát. Canada đã không nghỉ ngơi mà đi ra đây. Cậu không ngủ nổi và cậu cũng không thù hằn gì Charles. Cậu chỉ muốn Charles cố sống cho bản thân. Ai trong tàu không đồng tình với việc tha thứ thì Canada sẽ dùng tay trái còn lại và đấm hết từng đứa. Đội trưởng đã lên tiếng như vậy nên cũng chẳng ai phản đối gì. Canada giờ mới thấy đau lại nên chuyện của Charles để sau rồi kể nốt. Jack muốn ngày mai cả nhóm lại tiếp tục đi tìm thức ăn, còn Kanata thì liệu mà nghỉ ngơi cho đủ. Họ đã ở đây được 7 ngày, thực phẩm và khí hậu đều rất ổn để sinh sống nên chỉ cần chờ Kanata bình phục là sẽ lên đường. Aris thật sự thích thú với chuyến đi này, đến ngày 120 thì cả nhóm đã thu thập đủ và Kanata cũng đã bình phục nên họ đã lên đường trở về quê nhà. Kanata cảm thấy như bị bỏ rơi vì ai nấy đều vui vẻ trong lúc khám phá nơi này còn cậu thì phải ở tàu. Giờ thì cả nhóm phải nghĩ ra được đối sách khi trở về và Charles cũng phải kể hết mọi thứ ra. Rằng chuyện trước đây con người từng sinh sống trên trái đất và một cuộc di dân đã diễn ra. Phương tiện để họ di dân chính là thông qua lỗ sâu. Tất cả đều là sự thật nhưng giờ mới là phần còn thiếu. Thông tin về cuộc di dân đã khiến con người hoang mang và lo lắng nên khi qua thế giới mới được hai tháng thì chiến tranh đã nổ ra nhằm tranh giành đất đai. Nhưng họ đã sớm nhận ra nó quá vô nghĩa vì một nửa con người đã bị diệt chủng cho nên hòa bình được thiết lập và sau 4 năm khi di dân thành công thì trái đất chính thức bay màu. Con người cũng đã bỏ lỗ sâu đi vì nó là một thứ nguy hiểm nếu để lọt vào tay khủng bố. Tất cả nghiên cứu về nó bị xóa sạch nhưng chỉ hoàng gia nhà Charles là âm thầm giữ lại một cái. Và thông tin về cuộc di dân đã bị giấu kín nên chính phủ đã tạo ra một lịch sử giả để che mắt người dân. Ơ thấy quá hoang đường vì con người đâu thể xây dựng cả một nền văn minh như này trong chưa đầy 10 năm. Jack nhận ra chính phủ đã hoàn thành công cuộc xây dựng từ 100 năm trước nhưng họ cũng đã nói dối người dân và nghiêm cấm người dân tiết lộ cho thế hệ con cháu. Lina nhận ra điều này có nghĩa là cô đã ngủ đến 112 năm thay vì 12 năm, cô đã sốc khi nhận ra bản thân đã là một người hơn trăm tuổi. Cũng không ai có thể trách vì chính phủ nói dối là để giữ hòa bình. Nhưng nhóm Canada muốn con người phải sống thật với lịch sử nên sẽ phơi bày tất cả ra ánh sáng. Họ quyết định giảm tốc độ lại và tìm người liên lạc trước khi về đến Astra. Erga biết một sĩ quan đã từng cùng anh cậu điều tra nên muốn liên lạc đến người đó, nhưng vì không có địa chỉ nên họ sẽ nhờ mẹ của Aris giúp. Cả nhóm phải làm cách này để tránh bị chính phủ nhắm đến và thủ tiêu lần nữa. Ngày 139 cả nhóm đã chính thức về trước hành tinh quê nhà. Họ đã dừng lại ở ngoài này để Aris gửi tin cùng nhật ký hành trình về cho mẹ cô họ đã chờ vài ngày thì phát hiện có vài con tàu tiếp cận đến. Trong lúc đó nhà vua và kẻ cố ám sát công chúa đã bị anh cảnh sát mà Erga liên lạc đến bắt anh ta nhận thấy bí mật của thế giới sắp bị phơi bày nhưng đây là điều cần thiết để thế giới mạnh mẽ hơn quay lại với tàu astra những chiếc tàu kia đã liên lạc và cho họ biết bản gốc của họ đã bị bắt và chào mừng trở về ai nấy đều vui sướng cả nhóm đã quây quần lại để nhớ về những ký ức trên chuyến hành trình một nửa phi hành đoàn đều ghi nhớ sâu sắc với việc được canada cứu cả nhóm đã chính thức hạ cánh lại ở quê hương thân yêu những bản gốc đã thật sự bị bắt giữ báo chí thì kéo đến đông nghịt để xin phỏng vấn con tàu Astra thì được bảo tàng mua lại để trưng bày vì là đồ của thời đại trước. Phỏng vấn diễn ra hàng ngày và Canada cùng Jack còn được chính phủ gọi đến để đàm phán về vấn đề công bố sự thật, nhưng Canada vẫn nhất quyết sẽ công bố bằng bất cứ giá nào. Và tất nhiên câu chuyện người dân nổi dậy biểu tình và chống đối chính phủ là không thể tránh khỏi, nhưng chuyện đó cũng dần tan biến đi. Một thời gian sau, Canada đã viết một cuốn sách về những chuyện trong hành trình Quy -tơ -di thì trở thành một người mẫu thay vì là bác sĩ. Charles thì trở thành vị vua mới của vương quốc. Cậu ta đã công bố bí mật về lỗ sâu cũng như phá rỡ đi tường thành. Cả nhóm đã hoàn toàn tốt nghiệp và 7 năm sau đó trôi qua. ga giờ đã thực sự là một nhà báo. Cậu đã đến thăm cha để chắc chắn rằng anh trai có phải bị cha của Luca sát hại hay không thì đúng là như vậy. Còn Lina giờ đã làm giảng viên cho một trường đại học và Funi cũng đang theo học tại nơi này. ga đã đến đón Lina đi phỏng vấn. Còn trong lúc đó thì hội chị em đã kéo nhau đến tìm Jun. Cô giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng nên hội chị em cũng khó mà vào. Luca có hỏi thử về Jack và Kanata nhưng cả hai thì đang chuẩn bị cho việc bay ra ngoài không gian để khám phá. Di và Jack thì đã cưới nhau. Kanata và Aris cũng vậy, nhưng cả hai vẫn chưa thông báo cho mọi người. Còn Charles khi trở thành vua thì đã cưới công chúa trước đây, cho nên có thể xem Aris là con gái của Charles còn Kanata là con rể của cậu ta. Các cô gái sau đó đã vào xem buổi diễn của Jun rồi mới kéo nhau đi ăn mừng. Kanata và Jack đã hùng vốn và mua lại con tàu Astra ngày trước để cùng nó phiêu lưu một lần nữa. Kanata đã thực sự mua được một con tàu sau 7 năm. Cậu cũng được rách làm cho một cánh tay giả. Lúc cả hai định lên đường thì Chas cũng đến tham gia. Vì Chas đã từng hứa là sẽ trở thành một cánh tay của Kanata, nên dù có bỏ bê việc nước thì cậu ta cũng phải làm cho tới. Họ dự định sẽ quay lại hành tinh 3 để đặt lỗ sâu và dần dần đến những hành tinh khác để kết nối chúng thành đường thông qua các hành tinh. Cả nhóm chính thức lên đường và mang theo khát khao của toàn bộ thành viên, bộ phim đến đây cũng là kết thúc.